mà hồi nãy mình đã chỉnh mọi thứ ngay ngắn rồi, vào trong đây lại thấy nó bị nghiêng xẹo nữa vậy? Sao nó lại méo xẹo vậy? Thế giới này thiệt là không có được vuông vức mà. Trời ơi, ủa sao càng chỉnh nó càng méo vậy ta? Vẫn cảm thấy là nó đang bị méo nha. Thôi kệ đi, các bạn ráng coi nha. Xin chào các bạn quay trở lại với đại gia đình Bibimbap cùng với những quý bác thân yêu. À, ngày hôm nay có một cái thông báo cực kỳ trọng đại đối với tất cả các bạn đã theo dõi kênh của chúng ta từ lúc mới lập kênh cho tới bây giờ. Như là các bạn cũng thấy ở tựa đề, thông báo rất là trọng đại, đó là Bắp sẽ đổi tên Bibimbap Kids thành tên gia đình Bibimbap. Và đó là hết thông báo, bye bye các bạn. Nói đùa thôi. Thông báo là như vậy, nhưng mà Bắp cũng sẽ giải thích cho các bạn biết là tại sao, nguyên nhân vì sao Bắp lại đổi tên kênh, cũng như là ngoài việc đổi tên kênh thì kênh của chúng ta có gì thay đổi nữa hay không. Thì nói chung là có một cái vấn đề gì đó phát sinh và cần phải nói chuyện, thì dĩ nhiên Bắp sẽ không nói ngắn gọn như vậy đâu. Đại khái là ngoài cái tên kênh nó hơi khác một chút thì ngoài ra không có gì thay đổi ở kênh của chúng ta hết các bạn, không gì thay đổi hết, cho nên các bạn hãy yên tâm nha. Tại vì Bắp nghĩ là kênh Bibimbap Kids nó không có còn thích hợp cho kênh của chúng ta nữa, cho nên Bắp đã đổi thành tên gia đình Bibimbap, là có rất là nhiều nguyên nhân nữa. Thứ nhất, hồi xưa khi mà kênh này ra đời là nguyên nhân là do rất là nhiều bạn nhỏ nói với Bắp là Bắp ơi, Bắp làm một kênh cho trẻ em đi, hoặc là Bắp làm một kênh chơi đồ chơi, làm cái gì đó cũng được, đừng kể chuyện ma. Thì Bắp đã làm ra kênh Kids. Thì khi đó Bắp nghĩ là chắc là kênh này mình không biết là đặt tên gì, Bắp mới đặt tên là Bibimbap Kids. Hồi đó cũng nghĩ ra nhiều tên lắm, nhưng mà cuối cùng là chọn tên Bibimbap Kids. Sở dĩ Bắp chọn tên Bibimbap Kids là do như thế này. Hồi xưa các bạn không có biết Bắp là có cái kênh vui chơi như vậy ha. Các bạn chỉ biết Bắp là Bibimbap Bắp, hoặc là Bibimbap SCP, là những cái kênh kể chuyện kinh dị thôi. Thì nếu mà mình đặt ngay cái chữ Kids, bỏ cái chữ Kids chà bá vô thì các bạn sẽ biết là cái kênh này nó sẽ không có cái gì kinh dị đâu. Thì các bạn sẽ biết cái nhà để mà chung vô, kiểu giống vậy. Thì khi đó Bắp chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Các bạn có thể là nghĩ khi Bắp đặt ra một cái tên thì Bắp suy nghĩ rất là sâu sắc, nhưng chỉ nghĩ cái tới đó thôi đó. Đại khái là bây giờ một khoảng thời gian trôi qua, các bạn cũng đã biết cái bộ mặt của Bắp, cái bản mặt của Bắp khi mà làm cái kênh Kids. Nó không có nghiêm túc giống như là khi kể chuyện ma hoặc là cái chuyện kinh dị. Cũng như là cái ngôi nhà này đã xây xong rồi, là cái ngôi nhà mà chúng ta vào đây để mà chia sẻ buồn vui, cùng với nhau chia sẻ những cái trò chơi, đồ chơi, đập hộp đồ chơi, đập hộp thời trang, cổ trang, và cũng như là cùng với nhau tâm sự rất là nhiều thứ. Và không chỉ có Kids coi nữa, có rất là nhiều bạn là 14, 15 tuổi, thậm chí là 20, 21 tuổi, thậm chí là lão làng 25, 26 tuổi cũng có luôn, là có rất là nhiều. Thậm chí là có người nói với Bắp là đang coi kênh của Bắp, coi kênh Kids, tại vì kênh Kids thì thấy nó thoải mái, nó gần gũi và nói chung là nó tự do, nó rất là tự nhiên và coi nó không có bị stress như là những cái kênh khác. Đối với những bạn mà không thích kênh gì á, thì các bạn đã nói rằng nhiều khi đang coi rồi có người nhìn vô thử coi là đang coi kênh gì, nhìn thấy cái tên là Bibimbap Kids mà quay qua, già rồi mà còn coi kênh Kids. Thì ý của Bắp muốn nói ở đây đó là có rất là nhiều người ngoài Kids ra coi kênh của Bắp, cho nên nếu mà thay đổi cái tên thì nó sẽ phù hợp hơn. Đó là một trong những nguyên nhân. Và nguyên nhân nữa là Bắp muốn đặt tên thành gia đình Bibimbap, thì chỉ có khác một cái Kids thành ra cái chữ gia đình ở đằng trước thôi. Là bởi vì tên Bibimbap Kids, Bibimbap là một món ăn Hàn Quốc và Kids là thiếu nhi, nhưng mà lại dạng như là Kids là tên tiếng Anh rồi, thì ngay cái tên nó không có được thuần Việt, cho nên Bắp khi mà đặt thành gia đình Bibimbap là cái tên nó thuần Việt, và cái chữ gia đình phía trước chữ Bibimbap có nghĩa là Bắp đó, thì cái chữ gia đình là gia đình của Bắp. Và tất cả các bạn subscriber, tất cả các bạn yêu mến Bắp đều là một gia đình. Và chúng ta ở đây là gia đình với nhau, chia sẻ mọi buồn vui nỗi buồn, chia sẻ những cái gì cảm thấy thú vị trong cuộc sống, và nói cho nhau biết, trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau. Nó có ý nghĩa hơn rất 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 nhiều so với tên Bibimbap Kids. Bởi vì kênh Bibimbap Kids nó nghe rất là chung chung, cũng như là nghe nó khá là một cái kênh hoạt động thương mại, đại khái là vậy đó. Bắp cảm thấy là cái tên đó nó thương mại quá, và nếu mà đổi lại thành gia đình Bibimbap thì nó sẽ có một cái gì đó rất riêng của mình, của chúng ta, thì đó là một cái chung của chúng ta luôn, cho nên Bắp đã quyết định là đổi thành gia đình Bibimbap. Còn gì nữa không ta? Có rất là nhiều cái Bắp muốn
nói cho các bạn biết, bởi vì có rất 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 là nhiều nguyên nhân. Và Bắp đã suy nghĩ rất là kỹ, suy nghĩ từ khi mà kênh chúng ta chỉ mới có 400 ngàn subscriber thôi, và bây giờ là đã hơn 500 ngàn subscriber rồi. Suy nghĩ cho tới bây giờ thì mới quyết định là thôi, không có suy nghĩ nữa. Cái gì đó thay đổi thì mình nên thay đổi bây giờ, nếu mà để càng lâu về sau á thì cái sự thay đổi đó lại càng không có được ủng hộ. Dĩ nhiên có nhiều bạn đã quá quen khi mà gọi là Bibimbap Kids thì các bạn sẽ không quen lắm khi mà thấy cái chữ gia đình Bibimbap, nhưng mà một khoảng thời gian nữa thì các bạn dần dần sẽ quen với cái sự thay đổi này. Cộng thêm một việc nữa là, à đúng rồi, có thêm một nguyên nhân nữa. Nói chung là cái tên này nó gói gọn tất cả mọi thứ và rất là nhiều nguyên nhân nữa. Là ví dụ như lỡ thôi nha, ví dụ lỡ sau này mà có thành gia lập thất thì sẽ dĩ nhiên có những cái hoạt động của gia đình của Bắp nói riêng quay lên trên đây thì nó cũng sẽ phù hợp hơn. Và nói chung là như vậy đó. Bắp cảm thấy là cái tên mới thì nó sẽ phù hợp hơn với những gì mà Bắp làm, cũng như sẽ là cảm thấy là ấm cúng và gần với mọi người hơn. Cảm thấy đó sẽ là một cái ngôi nhà thực sự. Tức là ngôi nhà mình đã xây xong rồi, bây giờ mình ghi tên, chính thức ghi tên sổ đỏ vô là gia đình của chúng ta. Thực ra là ban đầu Bắp tính đặt á là đại gia đình Bibimbap Bắp. Đại gia đình Bibimbap Bắp. Trời ơi, nghe là thấy nhiều rồi đó. Đại gia đình Bibimbap là thành 4 từ nhưng mà mình đọc ra thành 6 âm luôn, nó rất là dài, cho nên Bắp rút lại thành gia đình Bibimbap thôi. Gia đình Bibimbap thì cũng, các bạn nghe thì cũng là một cái gia đình, đại khái là vậy. Sao nghe nó chất quốc vậy ta? Nhưng mà nói chung á là hồi nãy giờ Bắp chỉ muốn nói là chúng ta đổi tên kênh thôi. Về vấn đề câu chào thì Bắp cũng sẽ thay đổi một chút, một xí xí trong câu chào, nhưng mà Bắp vẫn chưa có quen. Hồi nãy giờ Bắp nói đi nói lại rất là nhiều lần mới được một cái câu chào như hồi nãy các bạn nghe. Và nếu mà các bạn để ý, nếu mà các bạn nào mà thật sự để ý thì các bạn sẽ biết được là hồi nãy cái câu chào của Bắp thiếu một chữ, là thiếu chữ kiss. Tại vì bây giờ là Bắp cũng không biết nữa, nhưng mà Bắp đã đổi thay cái câu chào thành xin chào các bạn quay trở lại với đại gia đình Bibimbap cùng với những bé Bắp thân yêu. Thì hồi xưa là xin chào các bạn quay trở lại với đại gia đình Bibimbap Kids cùng với những bé Bắp thân yêu. Thì bây giờ chỉ bỏ ra chữ Kids thôi, quay trở lại với đại gia đình Bibimbap cùng với những bé Bắp thân yêu. Là đại gia đình Bibimbap. Nói chung là chỉ bỏ một chữ ở trong cái câu chào thôi. Nhưng mà nhiều khi là Bắp đối với một số video quá hứng thú để quay và bắt đầu để quay thì có thể là Bắp sẽ không có nhớ để mà chào cái câu mới, thì vẫn chào câu cũ, thì Bắp nghĩ là các bạn sẽ thông cảm. Với lại cái câu chào thì cũng không thay đổi nhiều quá, chỉ thiếu một chữ ở trong đó thôi, thì nghe từ từ các bạn cũng sẽ quen tai, cũng như là nếu mà Bắp nói từ từ và nói nhiều thì cũng sẽ quen miệng, sẽ nói suôn sẻ cái câu chào hơn. Và đó là hai phải nói là hai cái thay đổi nhỏ nhỏ trong kênh của chúng ta. Nhỏ mà đúng không? Bắp quyết định đổi bây giờ là bởi vì sau này nữa, mình đợi càng nhiều người biết tới mình và người ta, cái thời gian nó càng dài, người ta lại càng quen với cái tên là Bibimbap Kids thì sau này sẽ khó đổi hơn. Cho nên là đổi từ bây giờ. Có rất nhiều bạn cũng đã đang rất là quen với tên Bibimbap Kids và hay kháo với nhau là Bibimbap Kids thì bây giờ cũng có một cái sự thay đổi. Và Bắp hy vọng là sự thay đổi này sẽ mang cái điều gì đó tích cực tới đối với kênh của chúng ta, cũng như là sẽ khiến cho các bạn có được một cái cảm giác gần gũi hơn mỗi khi vào kênh của Bắp. Và hy vọng là các bạn nào mà không thích sự thay đổi này, các bạn có thể thông cảm, thấu hiểu trong nguyên nhân vì sao mà Bắp đổi tên, cũng như là ủng hộ. Ban đầu thì sẽ không thích, nhưng mà sau thì hy vọng là các bạn vì thương Bắp mà ủng hộ cái quyết định này của Bắp. Và đừng vì Bắp đổi tên mà bỏ kênh nha. Đừng vì Bắp đổi tên mà unsub kênh Bắp. Nói như vậy thôi, chứ nếu mà bạn nào yêu mến Bắp thực sự thì các bạn sẽ ở lại cùng với Bắp. Khẩu hiệu của chúng ta sẽ là mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh. Nói đùa thôi, chúng ta là một gia đình là chơi hết mình. Ok, và đó là video ngày hôm nay. Bắp muốn thông báo với các bạn là chúng ta sẽ đổi tên kênh một lần nữa, chính thức đổi tên kênh Bibimbap Kids thành tên gia đình Bibimbap. Nó Việt Nam hơn, nó Việt hóa hơn, nó gia đình hơn, nó ấm áp hơn và nó gần gũi hơn. Và vẫn là một lần nữa, Bắp hy vọng là các bạn sẽ thích nghi với cái sự thay đổi này sớm và ủng hộ với sự thay đổi này của Bắp. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế, và đặc biệt là video ngày mai. Nó sẽ không có không có gì quá đặc biệt, nhưng mà nó sẽ có một cái màu sắc rất mới trong kênh của chúng ta. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.